nay, tất cả anh chị em chúng ta tập trung tại đây để tổng kết khóa học lần thứ hai của bộ môn thập chỉ liên tâm do chính bác sĩ, viện trưởng, viện nghiên cứu ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm hướng dẫn cho bà con ta tại Cộng hòa Séc và một số nước lân cận để tự chữa bệnh cho mình và những người thân yêu trong gia đình. Kính thưa quý vị, từ Hà Nội, bác sĩ Dương Quang Châu đã đến Frankfurt. Sau khi làm hai điểm, bác sĩ lại hành trình từ Berlin để sang Paris. Trong quá trình tại Paris, ôi hỡi ơi, thầy Dương Quang Châu đã mắc toàn bộ hết dụng cụ, giấy tờ, tư trang, trong đó có những tư liệu rất quý để giảng dạy cho chúng ta. Và thầy vẫn cứ tiếp tục tiến hành ở hai điểm tại Paris và Marseille. Từ Marseille, vé máy bay đã được mua để về Praha, nhưng vì không có hộ chiếu, mặc dầu được sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Paris nhưng vẫn không làm được. Và thầy Dương Quang Châu phải lặn lội xe buýt từ Marseille đến Praha với hai chặng đường 25 tiếng đồng hồ từ Marseille sang Praha. Kính thưa quý vị, tất cả các biết bao khi những người con đến, những bà con đến đây tâm tâm trạng lo âu, đau đớn về bệnh tật. Thế mà chỉ vài hôm, những lo âu, những cơn đau đó đã được giảm dần. Phương pháp chữa bệnh của thầy vô cùng đơn giản, ai cũng có thể làm được, không dùng đến thuốc, không tốn đến được tiền bạc. Với tâm trí của bác sĩ Dương Quang Châu và những bài hướng dẫn cụ thể cho chúng ta, sau ngày hôm nay chúng ta sẽ là bác sĩ tại gia. Cho phép tôi được thay mặt ban điều hành bác xếp xin cảm ơn ngài đại sứ Trương Bình Sơn và phu nhân về sự ủng hộ quan tâm đến bộ môn này. Cảm ơn thầy giáo, bác sĩ, viện trưởng Dương Quang Châu. Cảm ơn anh Thái, anh Ninh, anh Ba, anh Dưỡng cùng các huấn luyện viên khác của thập chỉ liên tâm thế giới. Cảm ơn tất cả anh chị em đã giúp đỡ chúng tôi tổ chức thành công khóa học này. Để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến anh chị em, để đến thầy và đến ngài đại sứ, xin mời anh Trịnh Minh là chủ tịch Hội Người Việt Nam tại tỉnh, kim chủ tịch của Hội Người Việt Nam tại lễ tiếp đón xe, kim luôn trưởng ban tổ chức cho cái thập chỉ liên tâm này, lên có đôi lời với ngài đại sứ, phu nhân và bác sĩ. Xin mời anh Minh. Kính thưa ngài đại sứ Trương Bình Sơn, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Kính thưa bác sĩ Dương Quang Châu, viện trưởng viện nghiên cứu ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Thưa toàn thể anh chị em, trước hết cho phép tôi được thay mặt anh chị em trong khóa học vừa qua nói riêng và bà con cô bác cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Séc nói chung, gửi tới đại sứ Trương Bình Sơn và phu nhân, gửi tới bác sĩ Dương Quang Châu cùng các anh trong đoàn thập chỉ liên tâm lời chào và lời cảm ơn trân trọng nhất. Thưa toàn thể anh chị em, sự hiện diện của ngài đại sứ Trương Bình Sơn hôm nay cùng phu nhân trong cái buổi lễ bế mạc thập chỉ liên tâm là niềm vinh dự rất lớn cho thập chỉ liên tâm Bắc Séc cũng như cho cộng đồng tỉnh Ústecký Kraj, đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của đại sứ tới sức khỏe của cộng đồng. Và đây là cũng là niềm động viên khích lệ rất lớn cho bác sĩ Dương Quang Châu trên con đường nghiên cứu y học phục vụ cộng đồng. Thưa toàn thể anh chị em, sự xuất hiện của bác sĩ Dương Quang Châu với biệt danh là Đại Bằng Đen trên bầu trời châu Âu đã đem lại niềm vui và niềm hạnh phúc cho biết bao nhiêu gia đình. Để có được một khóa học thành công với quý vị là chủ tịch, tôi xin ghi nhận và cảm ơn sự tham gia đóng góp rất tích cực của tất cả vì cộng đồng của các anh các chị trong ban điều hành thậm chí liên tâm Bắc Séc, và đặc biệt là có sự xuất hiện của thầy Châu cùng các anh huấn luyện viên của mình đến từ California, Cộng hòa Pháp và Cộng hòa Liên bang Đức. Thưa toàn thể anh chị em, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa, chúng ta sẽ phải chia tay thầy
cùng anh em trong đoàn. Tôi xin phép được thay mặt anh em trong khóa học vừa qua chúc thầy và đoàn lên đường gặp nhiều may mắn. Chúc thầy đạt được nhiều thành quả cao hơn nữa trên lĩnh vực nghiên cứu y học của mình. Xin kính chúc ngài đại sứ cùng phu nhân có nhiều sức khỏe và hoàn thành xuất sắc một nhiệm kỳ của mình tại Cộng hòa Séc. Xin kính chúc thập chỉ liên tâm Bắc Séc ngày càng phát triển hơn, luôn luôn củng cố và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng để chúng ta cùng nhau góp sức với hội của Việt Nam xây dựng một cộng đồng vững mạnh, đưa vị thế của cộng đồng chúng ta lên một tầm cao mới trong xã hội Séc. Xin cảm ơn sự chú ý của các anh chị. Kính thưa bác sĩ Dương Quang Châu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bóng Việt và các anh trong đoàn ứng dụng bấm huyệt tại Cộng hòa Séc của mấy bác sĩ Dương Quang Châu. Có thể nói là sức khỏe là một cái vốn rất là quý đối với lại cộng đồng chúng ta. Sau nhiều năm bôn ba nơi đất khách quê người, bươn trải để mưu sinh tạo dựng cuộc sống, thì đôi khi là bà con cộng đồng cũng lãng quên đi cái chăm lo cái sức khỏe của mình. Thế thì hiện nay ấy là có thể nói là cộng đồng ta cũng tạm ổn định, và bà con cộng đồng đã có cái kinh doanh tốt và tạo dựng được cái cuộc sống gia đình, nuôi dạy được con cái học hành và hội nhập được với cái xã hội Séc. Thế thì cũng là cái lúc mà chúng ta quan tâm lại đến cái sức khỏe của mỗi cái người bà con trong cộng đồng. Thế thì cũng rất là may mắn là bác sĩ Dư Quang Châu đã với cái tâm, với cái huyết, cái sự nhiệt tình của mình đã mang đến những cái thành tích rất là tuyệt diệu trong cái ứng dụng cái bấm huyệt đối với cộng đồng chúng ta. Và trong 1-2 năm gần đây, và trong những cái buổi ứng dụng bấm huyệt gần đây, thì tôi thấy là cái sự hiển hiện cái kết quả rất là rõ rệt với anh, những chị, những em và những cháu trong cộng đồng của chúng ta đã được bác sĩ chữa và có những cái tiến bộ rất là tốt về sức khỏe. Thì đây là cái điều rất là đáng mừng. Và tôi xin cũng cảm ơn bác sĩ Dương Quang Châu với các anh trong đoàn ứng dụng bấm huyệt. Và cũng mong rằng là bác sĩ thế rồi và các anh tiếp tục có cái mang cái tâm huyết, cái sự nhiệt tình của mình đối với cộng đồng người Việt Nam tại Tép Lít Xe nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc nói chung. Và cũng để có được cái kết quả này thì cũng có thể nói là có cái sự cố gắng rất là cao của anh Trình Minh và các anh trong chi hội người Việt Nam tại Tép Lít Xe tạo ra được một cái môi trường, một cái điều kiện công việc và có thể nói là hỗ trợ rất là tích cực cho đoàn ứng dụng bấm huyệt, cũng như là tạo ra một cái điều kiện để cho các bà con cộng đồng người Việt Nam tại Tép Lít Xe có thể là đến chữa bệnh của mình được. Tôi xin là được dương cái sự cố gắng đó của anh chị Minh như là các anh trong ban chấp hành chi hội người Việt Nam tại Tép Lít Xe. Và cái cuối cùng mong rằng là bà con cộng đồng người Việt Nam tại Tép Lít Xe của chúng ta hãy quan tâm đến cái sức khỏe của mình, để làm thế nào có được sức khỏe thì mới có được công việc và có được cái hạnh phúc của gia đình. Và chính mỗi cái sự hạnh phúc của gia đình đấy là cái nền tảng để xây dựng cái cộng đồng của chúng ta đoàn kết, hội nhập và góp phần vào xây dựng xã hội Séc cũng như là hướng về quê hương đất nước. Xin chúc bác sĩ Dư Quang Châu, chúc các anh trong đoàn chỉ còn vài giờ nữa các anh lên đường thượng lộ bình an và có nhiều sức khỏe. Chúc bà con cô bác trong cộng đồng người Việt Nam tại Tép Lít Xe sức khỏe và thành đạt trong công việc cũng như là hạnh phúc trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn.
tiếp tục xin mời thầy bác sĩ đây có đôi lời với tất cả các học viên đây. Xin mời thầy. Kính thưa đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Séc, và kính thưa phu nhân đại sứ cùng tất cả các anh chị em trong ban chấp hành cũng như là bà con ở Bắc Séc. Mấy ngày qua đó thì tôi cùng với anh em là thực hiện cái việc hướng dẫn nhau, giúp đỡ nhau trong cái việc điều trị, thì thấy mọi người làm rất tốt. Bản thân tôi thì lần này là lần thứ hai đến đây, thì phải nói giống như tôi trở về đây, giống như trở về cái mái gia đình mình vậy đó. Nhiều cái tình thương yêu, và tôi cũng rất hạnh phúc khi thấy mọi người đều cố gắng giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau. Tôi mong rằng ở đây là một cái điểm, là cái gương cho tất cả các cái nơi trên thế giới, và sắp sửa tôi sẽ đi nhiều nước và đi cả qua tháng 9 này tôi sang tới Úc, và năm sau là tôi lại sang tới Nhật và Canada cũng như Mỹ. Thì mong rằng đó là tất cả bà con mình ở trên đến thế giới là cũng làm và thực hiện giống như như Bác Sách vậy đó, để mà cho cái tình thương yêu và sự lo lắng bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng mỗi ngày mỗi tốt hơn. Thì xin cảm ơn. Xin mời anh Thái, anh Linh, anh Dưỡng và anh Ba lên có nhận ít quà qua tất cả học viên đã tặng. Xin mời. Kính thưa ngài đại sứ Trương Minh Sơn cùng phu nhân, kính thưa bác sĩ Dương Công Châu cùng toàn huấn luyện viên, kính thưa các anh các chị trong đại diện các hội đoàn cùng toàn thể bà con và các cháu có mặt ngày hôm nay. Hôm nay là buổi cuối cùng của khóa học để chia tay thầy cùng phái đoàn đi tiếp tục công việc chinh phục châu Âu của thầy. Mục đích là bảo vệ sức khỏe chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng tại châu Âu. Thì tôi thì thay mặt cho lớp học khóa học năm 2016 xin gửi tới ngài đại sứ cùng phu nhân, gửi tới thầy Sư Quang Châu cùng đoàn huấn luyện viên cùng toàn thể bà con lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trên con đường chinh phục châu Âu của thầy. Và qua đây thì lớp học có một món quà nhỏ gọi là tấm lòng dành cho thầy, vì thầy đã dành rất nhiều tình cảm yêu ái cho lớp học của chúng em, và chúng em cũng là thay mặt cho toàn bộ những người có mặt ở đây cũng như những người vắng mặt là sẽ cố gắng tiếp theo cũng như là hoàn thành cái tâm nguyện của thầy, tức là mang cái sự hiểu biết của thầy cũng như là đoàn huấn luyện viên dành cho chúng em để hỗ trợ cộng đồng, chăm sóc cộng đồng sức khỏe ngày càng tốt hơn và nhân rộng cái phong trào này để mọi người được chữa cho nhau. Một lần nữa xin chúc toàn thể đoàn lên đường may mắn, và xin thầy nhất là từ lớp học chúng tôi món quà nhỏ này. Xin mời thầy.
thập chỉ liên tâm có hiệu quả rất tốt cho một số chứng như đau lưng, đau chân, đau dây thần kinh tọa, đau mỏi vai gáy, tay chân không giơ lên cao được, tự kỷ, di chứng tai biến mạch máu não gây liệt, méo mặt, câm, điếc, tự khóc, cười, chân cao, chân thấp, ù tai, nặng tai, rối loạn tiền đình, thiểu năng tuần hoàn não, giúp cắt cơn suyễn, giúp tiêu đờm, vân vân. Đặc biệt, từ khi tìm ra cơ sở khoa học dựa trên thuyết y mao mạch và phổ biến đến mọi người thực hiện phương pháp chườm gan, thì nhiều chứng bệnh nội tạng như máu mỡ, gan nhiễm mỡ, men gan cao, cholesterol, đường trong máu, axit uric cao, phù nề tiền liệt tuyến, mất ngủ, dị ứng, mề đay, vân vân, đều được cải thiện tốt. Phương pháp này vô cùng huyền diệu. Với những kết quả rõ rệt, đầy tính thuyết phục của thập chỉ liên tâm, chúng tôi tha thiết mong muốn đưa phương pháp chữa bệnh độc đáo này phổ biến rộng khắp mọi miền, đến tận cả vùng sâu, vùng xa, vượt ra cả ngoài biên giới nước nhà, để giúp người dân được nắm bắt một phương cách chữa bệnh không dùng thuốc, đơn giản mà hiệu quả. Những bài giảng cả lý thuyết lẫn thực hành được chúng tôi ghi và phổ biến trên mạng một cách cặn kẽ để mọi người tự học và có thể điều trị từng loại bệnh cho người thân. Khi thập chỉ liên tâm đến được với quần chúng, thì đây sẽ là một phương tiện, một công cụ hữu hiệu giúp cho mọi người có thể tự điều chỉnh những chứng bệnh thông thường cho nhau mà không phải tốn kém nhiều chi phí, không đi lại vất vả. Điều đặc biệt nữa là khi người thân, bạn bè, xóm giềng tác động thập chỉ liên tâm cho nhau, sẽ giúp tăng thêm tình đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Dư Quang Châu. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu.